Em làm kiểu bạn đơn khác bạn một xíu là em xuất bạn đơn thầy, em không có chọn được kiểu bạn. Lúc bấm giá xe nó sẽ chọn đường dẫn, là một định đường dẫn nó là sẽ là data của cái file đó luôn. Nhập tên vô là report 02. Sau khi lưu xong thì nó hỏi mình có muốn mở file không thì em mở luôn. Xuất xong phải sale. Phải sale này là lấy dữ liệu từ cái TBL này. Đấy. Nó lấy cái dữ liệu của cái TBL À, em có thể đổi thành cái giao diện ban ngày được không? em không biết đấy thầy, mặc định nó đi theo hệ thống rồi thành ra không đổi được thầy. File Excel, set Excel, set day log, choose file, print report, print Excel table. Ok. Bạn Là em chọn với lại bạn đơn này. bây giờ là ở chỗ này em add thư viện gì? Thư viện Register với lại chọn tên, file này là xuất phát xe bình thường. Rồi, có bạn nào muốn trao đổi gì thêm với bạn Tuấn không? Với lại cái set form thầy là bữa thầy nói em làm thử, em làm luôn thầy. Cái nào? Form thầy, cái form nó set làm hành chính luôn á. À, sub form, ok. Là Rồi. em sẽ tạo một cái screen screen riêng luôn, là một cái screen gồm đó là một cái menu để mình chọn cái in-depth đó, với lại cái screen một cái panel Rồi. và một cái UI main chính. Ok. Đây cái main chính là mình sẽ set trong cái main panel này. Cái này là nó cái này là cái screen menu vừa nãy, là kiểu mình thả vô thôi, chọn dứt từ không không 1 2 3 4, gắn XL vô thì nó chọn thôi. Đây Mình chỉ từ 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 coi cái đoạn code load lên nào. New chuyên đề, ok. Set form của em là em viết một cái method riêng phải không? đúng rồi, đây Rồi, ok. Từ 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 từ. Đừng có chạy nhanh quá. Rồi, coi cái phần set form component. Rồi, ok, main remove on add cái component mới. Ok, vẽ lại. Rồi. Phần này hay. Đã làm thêm được phần sub form. Rồi, có bạn nào trao đổi gì với Tuấn để Tuấn hướng dẫn thêm phần này không? Hay đấy. Đấy, mình phải dựa trên cái dự án mẫu và mình phát triển được những cái gì cho riêng mình. Đứt tay, bây giờ đưa cái tay luôn. Tốt. À, bạn hướng dẫn lại cái thanh bên tay trái, cái thanh màu xanh á, nghĩa là làm một cái xong rồi dính vô được nhiều file khác đúng không? Đúng rồi, nó giống như một cái screen luôn đó, nhưng mà mình tự mình code tay screen đó luôn. Đây mình code tay screen này thì ra phần trên YouTube cũng có nhiều, nên mình tham khảo thử mình code thôi, giống như một cái UI tự tự UI code tay thôi, tạo cái UI riêng. Ý là bạn gắn sao á? Đây mình thử nha. Cái menu đây là design đúng không? Thì mình xóa đi.
sau khi mình cốt tay xong á, mình cầm mình thả vô thôi, nó sẽ tự ra cho mình. Nó là một quick cốt tầm swing thôi. Em chưa hiểu, ví dụ mình gắn thử cái file khác được không? Được, nhưng mà ý là kiểu nó thuộc phần kéo thả nửa cốt tay, mình phải design cái panel á. Cái này là cái panel, nó là cái panel. Ok, mình chỉnh sửa cái panel đó, mình chỉnh màu này kia luôn, rồi mình rebrand nó lại hết. Ở cái chỗ menu em chạy lên cái đầu tiên của cái class đó để cho các bạn nhìn. Em chạy lên code đi. Rồi, ok. Cái class của các bạn, bạn đang dùng là extend cái zpanel, phải không? Chứ không phải zframe nha. Dạ. Rồi, bây giờ em vô lại chỗ cái main á. Ok, rồi em qua cái phần design giúp thầy nè. Đấy, như vậy thì ở chỗ design này là bạn đang kéo hai cái panel. Còn ở phía trên nó là một cái menu. Em set menu nó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Nghĩa là cái menu này, cái menu này sẽ là chiếc frame. Đúng rồi, ok. Nó là reframe. Nó có một cái menu bar kìa, thấy chưa? Và trong cái phía dưới là nó có cái panel bạn đang set là folder, và nó có một cái menu, và một cái menu là bên trái, và nó có một cái panel là ở bên phải. Rồi sau này chúng ta sẽ đẩy các cái panel con, mình không có viết là form nữa. Mấy cái đó là em đang là form hay là panel, mấy cái đó. Dạ, bên nhỏ hết thời, ý là đặt tên cho nó kiểu sang sang xíu mà. Rồi em click vô cái nhân viên form đi. Rồi, coi phần sụt đi. Sụt. Rồi, coi cái class của nó. Class. Rồi, ok, các bạn thấy chưa? Đấy, tất cả những cái đó là chúng ta đẩy nó là panel hết. Thì khi mình click chuột ở bên cái menu, nó sẽ load cái panel này lên cái panel hồi nãy. Đó là chúng ta làm cái dạng là sub form. Với lại cái panel nó không bao giờ nó reload được lại hết đó, thành ra mình phải làm mình chọn set new hết luôn là mình nó sẽ reload lại hết luôn. Nghĩa là sau khi mình thêm một dữ liệu ở đây, mình chuyển sang dữ liệu ở đây đi, thì nó sẽ có luôn. Nên là mình để set new nó sẽ dễ hơn, thay vì khai báo từng hết tất cả một mọi thứ có sẵn. Rồi, có bạn nào muốn xem lại cái code phần nào của bạn Tuấn không? Rõ hết chưa nào? Rồi, ok, cảm ơn Tuấn. Nói cho mình hỏi chứ. Rồi. Là cái zpanel với cái zframe ấy, tại sao ở đây bạn sử dụng zpanel là thay vì cho zframe nhỉ? Tại vì chỉ có zpanel mới thả được zframe thôi, không có zframe dính như zframe được. Nó là hai cái khác biệt. Giống như cái screen thường ở trong design nè, nó là panel hết á, nên mình mới kéo thả được, hiểu không? Chứ nếu mình không có thể tạo một cái zframe ở trong cái zframe được. Nếu mình gọi một cái gframe trong cái gframe á, thì nghĩa là mình gọi những cái cấu trúc kiểu cây không, kiểu panel che ra rồi chiêu này kia, thành ra nó không có kiểu thế thải được á. Mình cần một cái giao diện, thành ra mình phải làm một cái panel để mình kéo thả vô. Rồi, mình hiểu rồi, mình cảm ơn. Rồi, như vậy ở chỗ này đó, khi mà các bạn tạo ra một cái cái reframe. Rồi quay trở lại cái main giúp thầy nào. Đây thầy, main này thầy. Rồi, so. Như vậy ở trong này khi bạn tạo thì nó sẽ có một cái hàm main. Có hàm main. Kế xuống dưới nào, hình như nó có hàm main ở phía dưới. Rồi, nó tự tạo cho các bạn hàm main. Đối lại reframe thì nó sẽ chạy độc lập được. Chú ý ha, nó sẽ chạy độc lập được. Còn nếu như panel
thì nó không tự chạy, và trong các cái panel mà bạn tạo thì nó không có cái hàm main. Em quay trở lại một vài cái panel của em tạo. Đây, cái full form, panel form. Có hàm main đây không? Không có. Không có nha. Kể cả bạn bạn cót tay, bạn kéo thả nó cũng không có main nhé. Như vậy panel nó muốn chạy được nó sẽ phải dựa vào một cái main nào đó, tức là một cái reframe. Rồi, được chưa? Còn ai hỏi gì nữa không? Rồi, tốt. Thầy đã tìm ra được một số nhân tố rất là xuất sắc. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn. Cảm ơn thầy.